Đầu tiên là như bạn muốn mua điện thoại giá rẻ cấu hình cao, các dòng máy xách tay đến từ Xiaomi, Realme, những cái dòng gaming phone, có thể ghé qua Nam Béo Store. Đây là cửa hàng của mình chuyên bán những cái dòng máy giá rẻ cấu hình tốt, chất lượng sản phẩm được kiểm định rất kỹ lưỡng, đi kèm chế độ bảo hành tuyệt vời. Tất cả là vì quyền lợi của người tiêu dùng, như là bao test 3 tháng, đổi trả với tất cả các lỗi đến từ nhà sản xuất này, cũng như là bảo hành trách nhiệm lên đến 6 tháng, hỗ trợ up-ROM các dòng máy Xiaomi miễn phí, bảo hành phần mềm trọn đời. Thì chi tiết các bạn có thể bấm vào đường link phía dưới mô tả video chúc mình. Câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Khoa: anh ơi, Realme Q3 Pro thay màn OLED trên Shopee 2.3 còn vân tay nhúng, cảm ứng chậm một chút thì có nên mua không ạ? Hay cố thêm để mua Oppo K9s? Không nên, bỏ đi. Lý do tại sao? Tính ra 2.3 nó vẫn là số tiền lớn chứ nó đâu phải là số tiền nhỏ đâu. Và quan trọng là 2.3 này em mà bỏ thêm một củ hoặc chưa đến một củ, em lên 3 triệu đồng á, là em đã mua được những cái con nó lành lặn mà nó ngon hơn rồi, thậm chí là ngon hơn con này luôn nha. Tất nhiên là cũng sẽ có trường hợp em không thể ráng được, nhưng mà kể cả em không thể nào ráng được thì trong tầm này vẫn có một số con là nó ổn hơn. Lý do tại sao lại không nên mua, vì thứ nhất là Q3 Pro là cái mã máy nó cũ rồi, 2021, mà cái màn hình là cái quan trọng nhất của một chiếc điện thoại rồi. Kiểu như nó bị xước sát, bị vỡ lưng, nhưng mà màn hình đẹp, ngon thì xài vẫn sướng. Chứ bây giờ cái màn hình low thì chất lượng chúng ta không thể đảm bảo được, nó hên xui rất cao. Hên thì xài được và 1 năm đúng không, hoặc 2 năm, mà xui thì xài vài tháng nó hỏng, nó vứt luôn. Thế đâm ra nó lại tốn công, tốn thời gian. Và như em nói là cảm ứng chậm một chút thì nó còn nghĩa lý gì nữa. Chúng ta xài chủ yếu là cái màn hình lướt hàng phút, hàng giây, mà giờ nó lại còn bị chậm nữa thì nó không hợp lý lắm ha. Chưa kể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Và quan trọng là Shopee là mua đứt bán đoạn, là không có bảo hành, mua coi như là thôi, hư là coi như em mất từng đó tiền luôn. Hoặc em đi sửa lại thì quá luôn rồi, tức là khó sửa, chưa chắc là sửa được, hoặc tốn thời gian hoặc tốn tiền. Nên là với mức 2.3 đúng không, thì thà là em cố gắng em tìm một số những cái mã cũ đời mới, máy còn zin thì nó vẫn sẽ là an toàn hơn. Ví dụ như tầm này có thể mua được mấy dòng như kiểu là Pixel 3a còn zin này, hay là một số những cái dòng flagship đời cũ hơn, nhưng mà quan trọng mà nó lành lặn, màn zin, như kiểu là LG V50, V50s Thinkui. Rồi không nữa thì tầm này thì mua một số con như kiểu là Redmi 13R nhá, 13R 5G là mua được tầm này rồi, hàng zin đẹp 100%, cấu hình nó vẫn tốt mà. Chẳng qua là màn hình thì có thể là nó không bằng con này, nhưng mà so với màn hình low thì nó cũng vô nghĩa, kiểu như vậy ấy. Hoặc nếu như em nhích lên được tầm 3, hơn 3 thì em có thể là mua được như kiểu là K30 Pro này, rồi là K40 này, em mua được là Note 11 Pro 5G này. Đó, những cái con mà nó sẽ ngon lành hơn so với cái con Q3 Pro này, xài nó đáng hẳn, bỏ đồng tiền ra thì nó phải đáng ha, chứ là em cũng không nên quá ham rẻ. Câu hỏi đến từ bạn là Hasaki: Dimensity 8200 Ultimate thì có game được 5 năm không anh? Mình dùng Infinix Zero 40. Bạn này cũng là dân chơi đấy, mua được cái con hàng này là hàng độc đấy. Hàng độc thì cũng không hẳn, nhưng mà con này thì không bán chính hãng nha, không biết là bạn mua được ở đâu, nhưng mà con này thì cũng tương đối là hiếm. Và cơ bản thì Dimensity 8200 Ultimate thì nó như kiểu là 8200 Ultra. Và hiệu năng của con chip này thì cơ bản vẫn là con chip mảnh nha, với benchmark của nó thì trên 800.000 điểm. Và nếu như so với chip Qualcomm thì nó sẽ cỡ như là con Snap 888. Và để nói là con này mà xài được 5 năm hay không thì được, thì vẫn được thôi, chứ không phải là không được. Tuy nhiên bây giờ mà máy mà muốn xài 5 năm tốt thì benchmark nó phải hơn 1 triệu điểm, còn con này là nó gần đạt được. Thì con này sẽ xài ngon trong vòng 3-4 năm nha, 3-4 năm nó xài ngon. Còn bước qua năm thứ 5 thì có thể là sẽ xuống một tí, nhưng mà em có thể là giảm setting game đồ này kia thì em vẫn xài ok. Câu hỏi đến từ bạn Úc Phan: anh ơi, có máy nào không phải Xiaomi 3.5 triệu, màn AMOLED cấu hình vừa đủ, pin trâu, em hay xem phim và chơi Liên Quân thôi? Ok, hiểu. Tức là em chỉ cần là nhu cầu cơ bản và chơi Liên Quân, cũng như là muốn có màn hình AMOLED. Và thực ra là ở cái tầm khoảng 3.5 triệu như thế này có thì vẫn có nha, đó chính là con Galaxy A15 LTE. Con này nhưng em phải điều khiển là kênh sale, tại vì vừa cách đây 1-2 ngày trước là anh thấy sale có 3.5 triệu, và quá là ok luôn ha. Màn AMOLED cấu hình để mà em chơi Liên Quân Mobile là giữ sức luôn. Và con này thì nó cũng là hàng Samsung, nó khác Xiaomi rồi, cũng như là thông số cấu hình ok, với chip Helio G99 thì chơi Liên Quân Mobile khá là giữ sức, pin trâu luôn, 5000 và sạc nhanh là 25W, phần mềm thì cực kỳ ổn định. Và con này thì tấm nền Super AMOLED
của Samsung chơi game thì cũng khá là ngon lành. Câu hỏi đến từ bạn Khả Hân, 3.2 thì có con nào ngon hơn Note 13 5G không anh? Thực ra Note 13 5G là một trong những cái con mà ok ở trong cái tầm giá như thế này thôi. Để mà nói là có con nào hơn hay không ấy thì để nói hơn thì khó. Nhưng mà mỗi con thì nó sẽ có một thế mạnh riêng. À, nhưng mà chúng ta chỉ xét những cái con mà đời mới như kiểu là Note 13 5G thì trong tầm này rõ ràng là có một vài con đấy. Ví dụ như là thực ra là máy chính hãng, tầm này chúng ta có Infinix Note 30 này vẫn có thể cạnh tranh được với Note 13 5G. Vì là thực tế ra là Note 13 5G thì nó trang bị Dimensity 6080, nó như kiểu một cái biến thể 5G của con G99 thôi, chứ hiệu năng nó không chênh lệch ha. À, ngoài ra thì con Note 13 5G này nhược điểm nó là loa đơn và sạc con này chỉ là 33W. Trong khi đó thì Infinix Note 30 nó có loa kép JBL và sạc lên đến 45W. Nó chỉ thua con Note 13 5G là cái tấm nền màn hình thôi. Con này trang bị IPS LCD 120Hz, còn Note 13 5G là trang bị màn hình AMOLED 120Hz ha. Thì cái này cũng tùy thôi nhá. À, nhưng mà hàm thực sự để mà nói mà so sánh thì chúng ta vẫn có những con lựa chọn nó ok, hoặc là nhỉnh lên phân khúc một tí đi, 3.5 thì rõ ràng chúng ta có thêm con là Kaiku Z9X 5G nha. Con này chip nó mạnh hơn, là Snapdragon 6 Gen 1, pin 6000, sạc nhanh 44W. À, nên là Note 13 5G chỉ là một trong những cái con ok thôi. À, chứ để nói mà nhất thì chưa phải. Câu hỏi đến từ bạn Văn Linh Trương, anh ơi tầm 5.5 có con nào chip Dragon có vân tay nhúng không? Em mua để chơi liên quân với Free Fire. Chúc anh nhiều sức khỏe. Ok ha. Tầm này thì để nói mà chip Snapdragon thì có rất nhiều rồi. À, ví dụ như là tầm này mà thiên về chơi game mà em có thể là mua được hàng sách tay thì có IQ Z9 5G nha. Con này đến từ IQ, dòng có thể nói là gaming phone tối ưu cho chơi game. Nó trang bị chip 7 Gen 3, hơn 800.000 AnTuTu Benchmark, màn hình AMOLED 1.5K, 144Hz tần số quét viền mỏng, độ sáng cao, pin lên đến 6000 và sạc nhanh 80W, có loa kép, phần mềm thì có sẵn tiếng Việt luôn. À, con này là một trong những con trang bị chip rồng ha, rất đáng mua ở trong tầm giá. Hoặc là tầm này thì em có thể dư sức lấy được con là Redmi Turbo 3, bây giờ giá nó giảm cũng rất tốt nha. À, kể cả shop anh đang bán tầm 5.5 thôi, bản 12256 chip 8S Gen 3. À, con này thì có thể Việt hóa được để mà em xài nhé, rất là ok. Thì chip này thì em mà chơi liên quân thì max setting gọi là có vân tay nhúng luôn. À, mượt mà phà phà rồi, rất là ok ha. Còn để nói mà tầm này mà chính hãng thì nó sẽ ít sự lựa chọn hơn cho em ha, nhưng mà sách tay thì có khá nhiều. Câu hỏi đến từ bản Mảnh 9X, anh Nam ơi so sánh giúp em Z9 Turbo với Honor 9MT thiên hướng toàn diện, cấu hình khỏe, giao diện mượt, thi thoảng có chơi liên quân tốc chiến, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Khó nhờ, tại vì là hai con này giá, nói về giá thì có thể là Z9 Turbo nó rẻ hơn một tí, nó rẻ hơn tầm 200-500 ngàn ha. À, còn Honor 9MT thì nó do nó đang bị chip 8 Gen 2 cao hơn nên là giá nó mắc hơn chút. Về camera hai con này thì đều tốt nha, đến từ hai hãng cũng tốt về camera là Honor và Vivo rồi thì không có gì để mà phải bàn. À, và để nói giao diện thì cũng ngon luôn, một bên là Origin OS và một bên là Magic OS của Honor, Huawei thì cũng phải nói là quá là ok rồi. À, chủ yếu là hai con này thì em sẽ thích cái kiểu nào thôi. À, cái điểm khác biệt lớn nhất là chip. À, với Honor 9MT là chip 8 Gen 2, nó vẫn là con chip mạnh hơn, tối ưu tốt hơn, dùng lâu dài nó vẫn cứ nhỉnh hơn so với 8S Gen 3 ở trên Z9 Turbo. Và tiếp theo nữa, Z9 Turbo sẽ có pin trâu hơn đáng kể, lên đến 6000. Nếu như pin 5500 và 6000 thì nó sẽ không chênh lệch nhiều, nhưng mà 5 và 6000 rõ ràng hơn 1000mAh thì nó vẫn cứ chênh lệch. À, là điều mà em cần phải ấy. Ngoài ra hai con này thì đều có sẵn tiếng Việt, dịch vụ Google đầy đủ thì cũng yên tâm. Câu hỏi đến từ bản Zenon, Z Flip 599% 10 triệu mua được không anh? Nếu như tính ra mà em thích máy gập của Samsung thì mua được. Còn nếu như tính tổng quan thì cái deal này thì nó cũng bình thường thôi. À, nhưng mà quan trọng là 99% nó có phải là hàng chính hãng hay không, còn bảo hành hay không. Nếu như còn bảo hành thì ok ha, vì Z Flip 5 thì vẫn là một đời mới. À, và thực ra là con này thị trường bán nếu như hàng 100% thì nó cũng phải tầm 13 củ. Anh nghĩ là phải tầm ít nhất là 13 củ thì ok, em rẻ được 3 củ. À, mà em thích hàng Samsung thì lấy Flip 5 vẫn ok. Bởi vì các bạn anh thấy là Flip 5 và Flip 6 thì nó cũng không có khác biệt nhiều lắm, ngoài trừ cái con chip thôi. Một vài điểm nữa, còn lại là cũng không có nhiều cái điểm ngoài trừ cái màn hình phủ của con Flip 6 thì nó to hơn thôi. À, nhưng mà em muốn chơi gập mà em muốn an toàn. Tại vì tầm này gập thì có Oppo dòng Find N2 Flip nữa, cũng như là một số dòng gập sách tay. À, nhưng mà nếu như em muốn chơi gập an toàn mà thương hiệu lớn đấy
thì em lấy Flip 5 thì vẫn ok nha, không có vấn đề gì. Câu hỏi đến từ bạn Trúc Lương, 5,5 củ thì nên mua máy nào ? Chơi game ít, ảnh quay phim đẹp. Với tầm này mà ít chơi game và chụp và quay video á, thì thực ra là chỉ có dòng flagship nha. Thì em có thể là cân nhắc đến dòng flagship cũ của Samsung. Tầm này thì có S2 Mode và S2 Mode FE, hai con này thì chụp đẹp và quay video ngon. Chỉ có điều là nó sẽ cấu hình cũ thôi, vì đây là những cái đời 2021. Nhưng mà về màn hình rồi là về camera quay chụp cốt lõi thì nó vẫn ngon ha. Tiếp theo dòng Sony, tầm này mới được con 1 Mark 3 là tối đa rồi, hoặc là 5 Mark 3 thì nó sẽ rẻ hơn tí. Thì anh thấy là dòng Sony thì vẫn ngon. Cũng như là tầm này em sẽ kiếm cái con là Pixel 7a hoặc là Pixel 6 Pro thì chụp quay vẫn ngon nha, ở trong tầm giá. Còn Xiaomi tầm này thì có Mi 12X, Mi 12S thì anh thấy khá là ok về cam quay chụp. Nhưng mà có thể nó sẽ không bằng Samsung hay là Sony. Rồi thì trên đây là tổng hợp một số những câu hỏi nổi bật mà các bạn gửi về cho mình trong số hỏi đáp công nghệ lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích thì đừng quên bấm like, đăng ký đam mê công nghệ để ủng hộ team mình, đón chờ những video về sau.